Một y tá ở Texas đã bị cáo buộc là đã lén giết 4 bệnh nhân. Thì cái bản tin này cũng cho chúng ta một cái điều thực trạng mà hơi sợ, đáng sợ, là ở bệnh viện mà lại có những tay nó muốn giết người như vậy. Là cái chỗ mà để cứu người, nhưng bây giờ đây nó lại là một chỗ ẩn náu cho những tay nó có cái máu lệch lạc như vậy, chứ mình không hiểu. Hay là một tay nó làm việc lâu ngày rồi nó chán trường, không yêu nghề. Người ta nói những cái nghề mà về y tế, ngoài cái vấn đề quý vị học cho nó có cái bằng ra bác sĩ, ra y tá, quý vị phải có cái lòng thương người mới làm lâu được. Còn nếu không, quý vị thấy bao nhiêu cái hidden camera đó, camera người ta thâu được, quý vị nhớ không? Những cái máy thâu lén đó, đánh đập bao nhiêu người già là vậy đó. Tại vì họ đó nào chỉ làm có cái tiền, họ không thương người. Nhiều lắm, cái đất nhiều. Ý người ta nói là những người này nếu muốn cái công việc nó tốt đẹp là phải có, ngoài cái vấn đề lãnh lương, có cái lòng nhân nữa, lòng nhân ái, lòng trắc ẩn. Nhưng mà được mấy người, quý vị. Đó, cho nên bây giờ, nhất là bây giờ thì nó khó hơn, là vì bây giờ càng ngày nó càng cái phương tiện người ta quay được, cho nên họ cũng không dám. Nhưng mà ngày xưa, quý vị thấy không, bao nhiêu cái thép đưa ra, bao nhiêu vụ rồi, đánh đập mấy cụ già, đấm đá lung tung, nó bực, cuộc đời nó dồn vào cái đó mới chết. Nó release tất cả những anger, những cái giận hờn, cuộc đời nó đã có vấn đề gì ở nhà nó chẳng hạn, nó đánh đập mấy ông bà già, rất là tội nghiệp. Thì bây giờ đây này, cái y tá này này, truy tố này, nó đã từng giết tới 4 bệnh nhân, quý vị thấy không? Một y tá nam nha quý vị, cái này không phải nữ, một người nam, y tá tại Texas đã bị truy tố ra tòa, cáo buộc là đã lén giết 4 bệnh nhân trong khi họ đang hồi phục. Sau khi giải phẫu tim đó, quý vị, cần những cái thuốc để bình phục, thì ông ấy vì lơ đãng hay vì lười biếng gì mình không biết, bỏ bê, khiến cho nhiều bệnh nhân chết một cách oan uổng. Theo bản tin của báo The Hill hôm thứ Tư ngày 29 tháng 9 đó, thì y tá tên là George David, 37 tuổi, truy tố tội sát nhân đã khiến nhiều người thiệt mạng và tấn công trong trường hợp gia trọng liên quan đến cái chết năm 2017 của bệnh nhân tên là Lafri Rona Clark, Christopher Greenway, Joseph Kalina, phải thấy không? 4-5 bệnh nhân đó. Trong lúc đang hồi sức tại bệnh viện Trinity Mother ở thành phố Tyler, Texas. Theo công tố viên thì cả 4 bệnh nhân này đều trong tình trạng sức khỏe ổn định tiếp theo cuộc giải phẫu, trước khi họ bị các triệu chứng giống như là xuất huyết mạch máu não, và kết quả CT scan cho thấy là cái chỗ phình bất thường trong mạch máu não không hề thấy trước đó. Có nghĩa là ông này ông chích cái gì vô, ông làm sao mà cái mạch máu nó phình lên nguy hiểm. Y tá Davis là người trực duy nhất trong cái thời gian xảy ra các cái chết này, cho nên công tố viên đích xác rồi, cái này không có chối cãi gì được. Y tá Davis này bị cáo buộc là đã phơm bơm vào không khí mạch máu của cả 4 bệnh nhân này, gây ra cái chứng nó gọi là embolism, tức là thuyết tắc khí, những cái từ chuyên môn đó quý vị. Tức là việc có bong bóng khí đi vào đã làm tắc nghẽn mạch máu. Dĩ nhiên ông này bác bỏ và cứ nói là mình vô tội. Trong lời mở đầu trước tòa hôm thứ Ba thì biện lý là Putnam tại Smith County nói rằng không ai có thể ngờ rằng cái điều xảy ra cho họ, nhất là trong bệnh viện. Bệnh viện không ngờ lại là nơi ẩn náu cho người kẻ sát nhân, quý vị thấy không? Luật sư Philip Hayes đại diện cho y tá David thì nói rằng thân chủ của ông vô tội, chỉ xui xẻo vì không hiện diện đúng lúc và đúng chỗ. Đó là họ cố gắng bào chữa đó. Phiên tòa dự trù sẽ kéo dài 4-6 tuần. Và phía công tố thì yêu cầu phải có án tử hình cho ông này. Quý vị thấy không? Đó là một bản tin bên Texas. Chúng ta không ngờ là có những tay nó có đầu óc lạ lùng như vậy. Có nghĩa là quý vị cũng có thể đến được, nhưng mà quý vị phải yêu cầu họ. Còn nếu không thì họ tự động họ gửi phiếu về. Cái phiếu bưu điện nó có cái phiền đó. Và như vậy họ rất dễ thao túng nữa. Và nhiều khi chúng ta lại lặp lại một lần nữa cuộc bầu cử 2020. Cho nên chúng ta coi chừng cái điều đó, là cái điều mà chúng tôi muốn cảnh báo quý vị.